cắt cái sợi sợi giống như nè, để mình đem đi sấy. Cái này là tùy theo mình, ví dụ như mình thích cát nhiều đó, thì mình sấy nó khô thì khô. Còn nếu như mà mình thay muốn đó, nó vừa khô cũng được, không có cần phải khô lắm cũng được. Đó, cái đây là cái màu lá dứa. Mấy cái này màu lá dứa thì mình thấy cát rất là nhiều nè, nó khô quá nè. Nhìn rõ luôn. Có nhiều tùy theo mình thôi, tùy theo khẩu vị mình. Nếu mà mình thích nó khô giòn giòn á thì mình sấy nó lâu một tí. Cái giấy gói kẹo này rất là tiện luôn. Ví dụ như mình thích gói lại rồi mình bỏ vào hộp, hộp mình đem đi tặng cho gia đình hoặc bạn bè gì đó, mình gói vô, cái nhìn cái viên kẹo rất là đẹp. Chào các bạn, hôm nay Thi là sẽ chia sẻ cách làm kẹo gâu cao, hoặc là có cái tên gọi khác là mứt gâu cao. Hôm nay là nguyên liệu là Thi là có hai bịch gâu cao giòn, gâu cao của Thái nè, hay là mua chợ Việt Nam nha. Rồi ở đây là hai bịch gâu cao dẻo, mỗi bịch gâu cao dẻo là 10 gram, còn gâu cao giòn thì mỗi bịch là 25 gram, mình mua chợ Việt Nam hết. Rồi bên đây Thi là sẽ làm 5 màu, màu củ dền, màu lá cẩm. Cái này là mãng cầu Thay là mua trong tủ đá đó, về mình dắt mình lấy nước. Còn cái này là chanh dây Thay là cũng dắt bỏ hột, mình lấy nước cứ chanh dây thôi. Đây là lá dứa thì mình mua lá dứa tươi về mình cắt ra rồi mình xay, mình lấy cái nước lá dứa. Rồi 5 màu thì ở đây là Thay là có 2 kg đường. Cái kẹo gâu cao này thì nó cần rất là nhiều đường để nó mới ra cái kẹo được. Rồi Thay là ở đây có một ống vani nha. Thay là sẽ dùng 2 lít nước. Ở bên đây là Thay là có 5 cái hộp để mình đổ cái gâu cao ra để cho nó đặc á. Rồi cái đường này thì mình cho vào hết son, trong son luôn. Cái gâu cao này nó cần rất nhiều đường. Sau đó mình cắt cái bịch gâu cao này mình cắt ra hết luôn. Đổ vào cái đường này ha. Mình cho thẳng vào đường luôn. Rồi đây là hai bịch gâu cao dẻo thì là cho vô thẳng như đây nha. Thay là dùng nửa này nửa kia để nó có cái độ giòn của gâu cao giòn và có cái độ dẻo của gâu cao dẻo. Đây là gâu cao giòn của Thái. Sau đó mình chọn cái này lên. Chọn chung với đường vậy á, khi mà mình đổ nước vô á thì cái gâu cao của mình nó không có bị giống cục nha. Đó, sau khi mình chọn đều hết giống gì đây, mình không có thấy cái bột cao cao nữa đó, thì mình cho 2 lít nước vào. 2 lít nước là tương đương với lại 8 khắp nước á. Đây là 1 lít nước. Rồi, bây giờ cho thêm 1 lít nước nữa đây. Mình đổ hết 2 lít nước vào đây. Mình khuấy lên cho nó đều. Rồi Thay là sẽ mở lửa rất là nhỏ trước để cho nó từ từ nó tan đường với lại nó tan gâu cao rồi nó mới từ từ sôi lên. Này Thay là mở lửa nhỏ, mình để từ từ để cho cái gâu cao, thay vì mình ngâm gâu cao trong nước 1 tiếng, 2 tiếng, nhưng Thay là để mở cái lửa nhỏ 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 từ từ, gâu cao nó sẽ tan theo cái nước nó ấm ấm lên từ từ á. Gâu cao với đường nó sẽ tan. Rồi thì mình sau khi mà cái gâu cao này nó nóng lên á, mình mở lửa vừa để mình cho nó sôi lên. Bây giờ thì vẫn để lửa nhỏ để cho gâu cao nó tan từ từ. Nó thì là cũng vẫn quậy lên nè. Để không thôi để nó cái gâu cao nó bám với cái đáy nồi á, nó sẽ bị khét. Mình cũng đứng mình quậy. Mình thì là nấu cái này á, là cũng khoảng nửa tiếng á. Vừa làm từ lúc mà bật lửa lên nhỏ cho tới mà nó sôi lên á là cũng nửa tiếng. Đó, mình đứng đây mình cứ quậy hoài trong đây. Quấy hoài để cho nó đừng có bám với cái đáy nồi.
Rồi bây giờ cái nước rau câu này nó đã sôi lăn tăn lên rồi. Mình để cho nó sôi khoảng chừng 5 phút nữa. Cho nó sôi 5 phút luôn rồi mình mới tắt lửa, tại vì cho nó tan hết luôn cái bột rau câu nè. Bây giờ nó tan rất là nhiều rồi nhưng mà nó cũng vẫn còn hơi lợn cợn. Đó, cái nước của mình giờ nó trong veo luôn nè. Nhưng mà mình vẫn khuấy nha. Mình đứng đây mình khuấy. Mình để cho nó sôi 5 phút, 5 tới 7 phút không sao hết. Rồi bây giờ rau câu đã sôi bùng lên giống vậy nè. Là mình thấy bên cái thành nồi á, nó cũng láng hơn, nó không có còn hột hột nữa. Đó, sôi bùng lên giống vậy nè. Mình cứ vẫn khuấy khoảng chừng 1 phút á, mình tắt lửa. Tại vì nãy giờ thay là để cũng cho sôi khoảng chừng 5-6 phút rồi. Đó, mình để cho nó sôi giống như đây. Nhưng mà mình nhớ khuấy nha. Nếu mà sôi trào ra quá thì mình dặn lửa nhỏ lại. Đó, sôi giống vậy á, bột câu câu của mình nó mới tan hết. Còn nếu như mà các bạn không để cho nó sôi lên á thì nó sẽ bị cát. Cái khi mình cái làm cái rau thành cái rau câu á thì nó sẽ bị cát. Tại vì có rau câu dẻo trong này nè, cho nên rau câu nó đặc rất là nhanh. Cho nên mình cứ khuấy cho nó tan. Rồi bây giờ thì là sẽ tắt lửa. Rồi mình để cho nó trong lại, sơ sơ lại. Rồi bỏ trong cái hộp này á, thì là sẽ cho vào. Đây là nước củ dền. Nước lá cẩm. Này, nước chanh dây. Đây là nước mãng cầu. Mỗi cái thì là dùng 100ml. Đây là nước lá dứa. Thì là sẽ làm thêm một màu nữa. Đây là gừng. Gừng mình băm nhuyễn nhuyễn để giống như thành kẹo gừng luôn, cũng rất là ngon. Sau đó mình sẽ đổ nước cái bột tiny vào cho lá cẩm với lại là củ dền, tại vì hai cái này á, thì nó không có mùi nhiều. Cái mùi lá cẩm thì nó cũng thơm thơm mùi lá chút xíu thôi à. Đó, thế là cho bột tiny vào. Nữa bỏ ống tiny vô củ dền. Đó, cho nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ múc chia ra sao cho nó đều. Mỗi phần nó đều nhau hết. Rồi bỏ vô. Này, khi mình múc vô, mình bỏ vô cái màu á, mình phải khuấy nhanh, phải nhanh tay. Để không hỏi nó đụng cái nước lạnh của cái màu á, nó đặc rất là nhanh. Rồi mình khuấy nhanh tay. Rồi bây giờ mình quậy cho cái màu nó đều với lại cái rau câu nha. Cái màu nó đều mới đẹp. Lá dứa thì là cũng khi mà mình đổ vô ấy thì nó còn lợn cợn, nhưng mà mình khuấy lên cho nó đều. Để không hỏi cái rau câu nó dưới, còn cái nước lá dứa nó lắng ở trên. Mình khuấy lên cho nó đều. Mình quậy xong á, khi mà mình múc lên cái muỗng á, mình thấy cái nước nó đều hết là ok. Mình đừng có thấy cái màu nó lợn cợn. Màu nó lợn cợn khi mình cắt ra nó không có đẹp. Giống gì đây? Nó mịn, nhìn thấy nó mịn nè.
đẹp nè. Màu lá cẩm rất là đẹp luôn, màu tím. Đó, sau khi ta làm gọi vậy cho nó đều lên hết, mình để yên giống vậy luôn cho nó đông lại. Khoảng chừng 2-3 tiếng sau nó đông lại hết thì mình mới quay trở lại nha. Rồi bây giờ là rau câu đã đặt hết rồi. Bây giờ mình lấy ra mình cắt rồi mình đi sấy. Đây nè, nó bắt đầu nè, mình đụng vô nè, cứng hết rồi. Bên đây là cái máy để mình sấy rau câu nha. Rồi, thế là sẽ cắt ra. Rồi, bây giờ thế là sẽ lấy ra từ cái khuôn này. Đây là cái mùi mãng cầu nè, cái vị mãng cầu nè. Đó, mình lấy ra một miếng vậy đó. Rồi, thế là sẽ cắt ra làm hai trước. Mình cắt cái miếng dài dài, vuông vuông, giống hình chữ nhật, giống mứt bi đao vậy đó. Đó, mình cắt cái gì nè. Rồi xong rồi mình cắt lại thành cái thanh dài giống gì đây. Cắt cái sợi sợi giống như nè, để mình đem đi sấy. Rồi mình cũng xếp vô, cắt xong thì mình xếp vô cái máy sấy á. Còn đây là màu cũng dền. Màu củ dền nó có cái màu đỏ rất là đẹp. Rồi bây giờ mình xếp vô, mình đem bọt, mình ghim đẹp vô mình sấy thôi. Cái này cũng giống như là rau củ quả trái cây hay là sấy ở nhiệt độ 135 độ F, 57 độ C. Tới khi nào mà mình thấy cái bột trắng ở ngoài nó thành cái bột trắng ở ngoài mình mới lấy ra nha. Sau khi sấy 20 tiếng thì là có cái mứt nó khô giống như đây. Đây là mứt cau cau mà thì là sấy 20 tiếng nha. Thì mình cứ để mình cho nó sấy, khi nào mà mình thấy nó khô mà ở ngoài cái kẹo á nó có một cái màng giống như cái màng trắng trắng giống như nè, là cái đường á, cái đường nó khô lại đó, nó có cát ở ngoài, còn ở phía bên trong thì nó trong. Thì cái đây là cái mãng cầu nè, mình có thể gói lại, thì là có mấy cái miếng giấy kẹo nè, mình có thể gói lại giống như cái viên kẹo gì đó, hoặc là mình cứ sắp vào cái khay cho ngày Tết, mình để chung với bánh mứt kẹo. Đó, giống như thay là xếp lại, thay là gói lại. Cái giấy này đó thì mình có thể mua ở trên mạng, ở trên Amazon.com. Thì thay là sẽ để cái link vào cho các bạn nếu mà mình muốn mua thêm cái giấy này để gói kẹo nha. Đây, tất cả đã khô hết rồi, nó có một cái màn bột đường ở ngoài, nó cái cát nó trắng trắng. Thì nó giòn giống vậy. Thì mình nấu xong á thì cái có cái đường ở ngoài á thì nó giòn giống vậy nè, bẻ phía bên trong cái màu đỏ ha. Thì ở trong cái rau câu nó dẻo giống vậy này, còn ở ngoài thì nó giòn, nó có cái lớp đường ở phía bên ngoài. Cái này là tùy theo mình, ví dụ như mình thích cát nhiều á thì mình sấy nó khô thì khô, còn nếu như mà mình thay muốn á, nó vừa khô cũng được, không có cần phải khô lắm cũng được. Đó, cái đây là cái màu lá dứa. Mấy cái này màu lá dứa thì mình thấy cát rất là nhiều nè, nó khô quá nè, nhìn rõ luôn. Có nhiều tùy theo mình thôi, tùy theo khẩu vị mình. Nếu mà mình thích nó khô giòn giòn á thì mình sấy nó lâu một tí.
cái giấy gói kẹo này rất là tiện luôn. Ví dụ như mình thích gói lại rồi mình bỏ vào hộp, hộp mình đem đi tặng cho gia đình hoặc bạn bè gì đó, mình gói vô, cái nhìn cái viên kẹo rất là đẹp. Đó, mình có thể lấy một cái hộp, mình bỏ vô cái hộp giống như đây. Đó, giống như nè. Mình bỏ mỗi khuôn, mỗi màu rất là thơm. Taylor thích cái gừng này nè. Cái gừng này ăn rất là ngon, Taylor ăn thử một miếng. Cái này là cái gừng, cái này mình mà bằm cái gừng nhỏ nhỏ đó mình bỏ vô á. Ăn thì nó có cái độ giòn ở phía bên ngoài, ngọt ngọt, ở trong thì dẻo dẻo. Các bạn nghe nó giòn giòn, cái đường á rất là thơm luôn. Còn cái này, cái màu vàng này á là cái chanh dây nè. Chanh dây thì nó có cái màu chua, cái hương vị chua chua rất là hấp dẫn. Cái này mình thích cái vị nào thì mình cho nó, mình bỏ cái vị đó vô hả. Cái này rất là dễ làm, không mình chỉ tốn công nấu thôi, còn bao nhiêu còn lại sấy thì cái máy nó làm cho nó sấy cho mình. Còn nếu như mà bạn nào mà không có cái máy sấy giống Taylor thì mình có thể bỏ vô cái oven, mình bỏ vô cái lò nướng bánh á, mình có thể nướng nhiệt độ cũng giống vậy luôn, nhiệt độ là 57 độ C, 135 độ F. Mình tướng tới khi nào mà mình thấy cái nó có cát trắng ở ngoài, cái lớp mỏng ở ngoài á, là mình đem ra. Thì là chúc các bạn thành công với món kẹo gao câu hoặc là mứt gao câu ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn thấy video hay, xin vui lòng bấm like và đừng quên bấm luôn cái nút subscribe dưới màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Bye bye!